Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hưng Yên xây dựng nông thôn mới, số đầu tiên trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thực hiện nghị quyết số 09 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14 về chương trình thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Từ tháng 2 này, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên chính thức ra mắt chuyên mục Hưng Yên xây dựng nông thôn mới. Chuyên mục sẽ thông tin các văn bản, chủ trương, chính sách về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Trung ương và tỉnh Hưng Yên, các hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ tỉnh xuống cơ sở, phản ánh về kết quả, thành tựu đạt được của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, qua đó khơi dậy tinh thần tự giác, tự nguyện, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng đồng hành thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh. Nhân rộng những cách làm hay, những mô hình tốt, những hạn chế khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Chuyên mục sẽ lên sóng đều đặn vào 20 giờ 15 phút thứ ba tuần cuối hàng tháng. Và chuyên mục đầu tiên sau bản tin nông thôn mới, mời quý vị về thăm khu dân cư kiểu mẫu Mễ Thượng qua tiểu mục nơi đang sống. Cuối chương trình là cuộc trao đổi với ông Đỗ Minh Tuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hưng Yên để cùng tìm hiểu về kết quả đạt được và mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2023 của tỉnh. Vừa qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn có buổi làm việc với huyện Văn Giang về tình hình phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn khẳng định huyện Văn Giang là địa phương dẫn đầu tỉnh Hưng Yên về phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, 100% các xã của huyện Văn Giang đã về đích nông thôn mới nâng cao, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân trong huyện. Đồng chí yêu cầu huyện cần sớm ban hành nghị quyết chuyên đề xác định xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, cùng với xây dựng huyện đạt đô thị loại 4 trong năm 2023 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Mục tiêu phấn đấu trở thành đô thị loại 3 và hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 tỉnh Hưng Yên với mục tiêu cụ thể đến năm 2025, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 195 khu dân cư kiểu mẫu, ít nhất 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hỗ trợ thành lập mới 80 hợp tác xã, 700 tổ hợp tác nông nghiệp, có trên 50% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt từ 80 triệu đồng một người một năm trở lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%, 100% các hộ dân ở nông thôn được sử dụng nước sạch. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025. Mục tiêu đến năm 2025 về phát triển chính quyền số, 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Về phát triển kinh tế số, ít nhất 70% số xã có các hợp tác xã, 70% đơn vị cấp huyện có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực, 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số. Về xã hội số, có từ 40% đơn vị cấp xã, huyện cung cấp ít nhất một dịch vụ công thiết yếu, tổ chức lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân qua trực tuyến. Ngành nông nghiệp tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ trực tiếp cho 150 đơn vị tham gia và gần 700 sản phẩm được cấp mã quản lý truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ trên 2,3 triệu tem để truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho các loại rau quả thịt, hỗ trợ đánh giá chứng nhận Việt Gáp cho 8 tổ chức cá nhân với diện tích trên 64 ha, 212.000 tem xác thực ứng dụng quy trình chống hàng giả, tem truy xuất trên thủy sản, động vật, cây đầu dòng, ứng dụng hệ thống tiêu chuẩn OTAS trong quản lý và cấp chứng nhận mã số vùng trồng kén quả phục vụ xuất khẩu, hiện đã cấp 19 mã vùng trồng cho các sản phẩm nhãn vải chuối, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử truy xuất nguồn gốc http://hi.hi.check.net.vn, hỗ trợ duy trì và cấp mới tài khoản cho 83 cơ sở tham gia hệ thống.
Vừa qua, Ủy ban dân tỉnh ra quyết định số 240 về việc công nhận 13 xã thuộc các huyện Phù Cừ, Văn Giang, Tiên Lữ, Văn Lâm, Khói Châu, Yên Mỹ và thành phố Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Theo đó, 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 gồm xã Phan Xào Nam, Nhật Quang, Tiên Tiến, Minh Tiến, huyện Phù Cừ, xã Long Hưng, Xuân Quan, Thắng Lợi, huyện Văn Giang, xã Dị Chế, Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, xã Bình Minh, huyện Khói Châu và xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Qua đó nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên lên 19 xã. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 12 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn tỉnh có nhiều miền quê đáng sống, tươi đẹp và trù phú với cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, điều kiện sống nâng cao, sự hài lòng và hạnh phúc của những người dân. Là địa phương đầu tiên của xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, Mễ Thượng đang khoác trên mình diện mạo của một nơi đáng sống. Yêu sao Mễ Thượng quê ta, tình người đằm thắm thiết tha mặn nồng. Xuân sao rốt nổi hương đồng, vị quê ngan ngát mà nằm sống sang. Thôn Mễ Thượng có khoảng 400 hộ gia đình với trên 1.400 nhân khẩu, là thôn được huyện Yên Mỹ và xã Yên Phú chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân thụ hưởng, đến nay thôn đã đạt 10 trên 10 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Nhà tôi là dưới ao nàng, chúng tôi thường xuyên chăm sóc cái ao và vớt những cái rác lên để bảo vệ cái môi trường. Mùa hè cho các cháu bơi để tăng cái sức khỏe. Sống ở một cái làng quê rất là yên bình, tôi rất phấn khởi mà tôi tự hào. 4-5 năm nay rồi, nhà ai nhà ấy là mỗi người có một cái thùng rác riêng, xong sau đó là phân loại dân làng, cứ người nọ học tập người kia là để cho đường làng ngõ xóm này xanh sạch đẹp, tức là để đảm bảo môi trường cho nó mát mẻ. Đây là một miền quê đúng là đáng sống. Từ nguồn ngân sách xã và hơn 2 tỷ đồng xã hội hóa của người dân, đến nay bộ mặt Mễ Thượng có nhiều thay đổi, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng và cải tạo khang trang, cảnh quan môi trường sáng, xanh sạch đẹp. Với các tuyến đường hoa dài hơn 600m, 500m tuyến đường làng trải nhựa áp phan rộng rãi, đời sống của người dân nâng cao, không còn hộ nghèo. Khi lên nông thôn mới kiểu mẫu thì tôi thấy tình làng nghĩa xóm rất gần gũi với nhau ấy, bởi vì rằng là tất cả niềm vui cũng như nỗi buồn đều được chia sẻ giữa các thành viên trong các xóm với nhau và có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau. Khi được thụ hưởng thì tôi thấy là nhà trẻ bây giờ cũng thay đổi rất nhiều. Các cháu đi học là được các cô dạy hát, dạy múa, thế rồi ăn uống đầy đủ chất, ở trường bây giờ cũng khang trang so với ngày trước rất là nhiều. Trạm y tế thì đẹp hơn, sạch sẽ, bác sĩ cũng như các y tá là nhiệt tình. Chúng tôi cũng có trách nhiệm là luôn luôn bảo vệ thôn xóm để giữ cho cái môi trường xanh, sạch, đẹp, làm cho quê hương ngày một phát triển. Không khí ở đây thì rất trong lành và thường thường là buổi sáng mọi người đi tập thể dục rất là thường xuyên. Chúng tôi rất tự hào và phấn khởi. Cái thôn mình là có nhiều cái sân bóng để cho mọi người gọi là giữ cái sức khỏe. Mục đích của xây dựng nông thôn mới là mang lại lợi ích cho người dân và người dân được hưởng thụ. Nhân dân hiểu được khi mà địa phương phát động thì nhân dân đều ủng hộ. Cho nên là chúng tôi là đạt nông thôn mới nâng cao từ năm 2020 và năm 2021 thì chúng tôi là đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Để duy trì các cái tiêu chí đã đạt được thì chúng tôi đang tiếp tục là nâng cao các cái tiêu chí để phấn đấu làm sao trong năm 2023 chúng tôi đủ điều kiện để đạt thôn thông minh. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo làng quê tỉnh Hưng Yên đổi thay to lớn, từ những vùng quê nghèo thành miền quê trù phú, những tuyến đường nông thôn mới to đẹp với tấp nập xe cộ ngược xuôi, những vườn hoa thơm trái ngọt cho doanh thu vài tỷ đồng một hecta, điện đường trường trạm được xây dựng khang trang, đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Để hiểu rõ hơn về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình có cuộc trao đổi với ông Đỗ Minh Tuân, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phó trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hưng Yên. Xin chào ông Đỗ Minh Tuân ạ. Rất cảm ơn ông đã tham gia chương trình Hưng Yên xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa ông, xin ông cho biết những kết quả tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ạ.
Chương trình xây dựng nông thôn mới là một chương trình lớn nhất của cả nước cũng như là của tỉnh Hưng Yên. Và với một cái sự huy động rất là quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân của tỉnh, thì sau 12 năm thì cái chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hưng Yên đã đạt được kết quả rất là tích cực. Năm 2020 thì tỉnh Hưng Yên là được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, và cũng là tỉnh đứng thứ 3 cả nước đã huy động tổng cái nguồn lực toàn tỉnh khoảng độ 75.000 tỷ. Mỗi một năm thì huy động khoảng độ từ 5 đến 7.000 tỷ. Chủ yếu là cái sự đóng góp của người dân và huy động cái nguồn lực xã hội chiếm tới 6-70%. Có tới 2.500 km đường đã được xây mới và nâng cấp, 258 cái đường cây đường hoa, trên 3.000 các cái phòng học của các cái trường đã được nâng cấp và xây dựng mới, gần 700 cái nhà văn hóa ở tất cả các cái thôn trên địa bàn của tỉnh. Môi trường sống được sáng lên, xanh lên và sạch đẹp. Nâng thu trên 1 hecta canh tác từ năm 2011 khoảng 150 triệu đồng trên 1 hecta, thì đến năm 2022 đã đạt là 230 triệu đồng trên 1 hecta. Và thu nhập của người dân khu vực nông thôn năm 2011 là 29 triệu đồng, thì đến năm 2023 đã đạt tới 65 triệu đồng trên một người một năm. Thưa ông, là trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, chúng ta đã đạt được những kết quả như thế nào ạ? Ngay từ năm 2020, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và ban chỉ đạo của tỉnh cũng đã tập trung để xây dựng các cái chương trình đề án, xây dựng các cái kế hoạch để thực hiện việc xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, với một cái sự chỉ đạo và thực hiện quyết liệt của các cấp lãnh đạo cũng như của người dân. Sau 2 năm 2021 và 2022 cũng đã đạt được kết quả rất là tốt. 83 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 19 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, và có 93 khu dân cư đạt khu dân cư kiểu mẫu. Được đánh giá là tỉnh về đích sớm nông thôn mới trong cả nước và cũng đạt được rất nhiều những kết quả cao trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Vậy thì bài học kinh nghiệm rút ra là gì thưa ông? Rất nhiều các cái bài học kinh nghiệm, đó là phải tập trung của cả hệ thống chính trị, phải xây dựng được các cái chương trình kế hoạch rất cụ thể để tuyên truyền với người dân, tạo điều kiện cho người dân và hệ thống chính trị từ các cấp ủy đảng, chính quyền rồi các đoàn thể phải vào cuộc để tập trung xây dựng. Cái thứ ba nữa là phải huy động được một cái nguồn lực, và nguồn lực ở đây thì ngoài cái sự hỗ trợ của trung ương, của tỉnh, huyện, xã, hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhất là người dân. Vậy thì người dân có vai trò như thế nào trong quá trình xây dựng nông thôn mới thưa ông? Người dân là đặc biệt quan trọng. Người dân là chủ thể, người dân phải làm, người dân biết, người dân giám sát và người dân hưởng thụ. Trong năm 2023 thì những mục tiêu cơ bản trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu là gì ạ? Yêu cầu mới của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh cũng như là ban chỉ đạo của tỉnh, thì cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh sẽ được đẩy nhanh. Ví dụ như năm 2023 là phấn đấu là phải có tới 30 xã đạt nâng cao, có một huyện đạt nông thôn mới nâng cao, 20 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đến năm 2024 thì 100% các xã là đạt nâng cao và 50% là đạt nông thôn mới kiểu mẫu. 3 đến 4 huyện nông thôn mới nâng cao, và phấn đấu năm 2025 thì tỉnh Hưng Yên cơ bản là tỉnh nông thôn mới kiểu mẫu và sẽ có 2 đến 3 huyện đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được những cái mục tiêu đề ra thì trong thời gian tới chúng ta sẽ triển khai những cái biện pháp như thế nào ạ? Trước tiên là ta vẫn phải rà soát lại toàn bộ các cái tiêu chí, nhất là so với các cái tiêu chí còn thiếu, còn yếu, sẽ tạo điều kiện cho người dân rồi cũng như là các cái xã người ta nắm được những cái công việc người ta cụ thể người ta cần phải làm. Tỉnh sẽ tạo điều kiện về các cái lớp tập huấn rồi triển khai các cái biện pháp để hỗ trợ cho các cái xã có được cái nguồn lực. Vâng, xin cảm ơn ông Đỗ Minh Tuân. Tin rằng với sự quyết tâm, quyết liệt của các cơ quan chức năng, cùng sự đồng thuận, đồng lòng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, tỉnh Hưng Yên sẽ đạt được những kết quả ấn tượng hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới, đưa nông nghiệp, nông thôn Hưng Yên thật sự cất cánh. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hưng Yên xây dựng nông thôn mới cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình này lần sau.